Chuyển cảnh nào, chạm bờ môi đi. Diên, con phải làm gì đây đấy? Cháu đang quay video. Món đấy nó có ngon không? Sao lại món gì ạ? Bà tưởng nó giống món vịt quay, lợn quay. Quay video nó khác bà ơi. Cái này bọn cháu đăng lên mạng. Mạng sống à? Quay đi anh ơi. Thôi bà, quay mới. Không được bà ơi, đây là công việc. Diên, không cho bà quay, đừng hòng quay. Thì chúng ta quay, đỡ rách việc. Thằng công, thằng công. Bà già thì chạy nhanh thế. Hồi trẻ bà là vẫn vận động viên, điền kinh đấy. Chỉ còn một cách duy nhất, không cho ai vào làm phiền. Một con mũi cũng không lọt. Quay ở đây là an toàn nhất. Giám đốc, khu đất ra của người mua, đây là giám đốc của cậu. No! Sao sếp, mỗi người đi ra ngoài, chủ nhà không cho quay. Làm sao sếp, thế làm gì đi chứ? Quay nào. Alo.